đến với video tiếp theo. Lũ Sinh tiếp tục giới thiệu với các bạn cây cảnh nghệ thuật tại buổi giao lưu cây cảnh phường chi hội Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tác phẩm hoa giấy. Tác phẩm Lộc Vừng. Chúng ta đang thưởng thức một tác phẩm Me. Chúng ta đến với tác phẩm Sung. Tác phẩm Ổi Ta. Khu vực này chúng tôi thấy các anh ở trên giá có một số những tác phẩm nhỏ và bonsai mini cũng rất là đẹp. Chúng ta sẽ đi từng hàng một. Vâng, đây là tác phẩm Sung. Hôm nào Hy cứ điện cho mình. Cứ điện báo trước 7 ngày nhá. Tác phẩm Ổi. Thank you.
để anh đưa đón lên tận trên lối đi về không còn nơi mình gần bên nhau. Vâng, những cái tác phẩm xanh bonsai mini rất hay. Và để kết thúc video này cũng là những video cuối cùng tôi đến với buổi giao lưu cây cảnh nghệ thuật
tại Sơn Đông, thị xã Sơn Tây. Chúng ta cùng chia sẻ một tác phẩm xanh ôm đá. Đây là một cây xanh dòng xanh Nam Điền, có dáng hoành. Tác phẩm xanh dáng hoành của anh Đào Văn Hải. Vâng, đây là số điện thoại của anh Hải. Và tôi cũng được biết là cái buổi mà giao lưu cây cảnh nghệ thuật hôm nay, ngày 28 tháng 10, 2018, được diễn ra tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, cũng chính là trên khuôn viên của vườn cảnh của anh Đào Văn Hải. Vâng, và giới thiệu với các bạn, đây chính là anh Đào Văn Hải, chủ vườn. Và hôm nay anh đã đăng cai cái sự kiện là buổi giao lưu ngày hôm nay. Xin chào anh nhá. Vâng, xin chào anh Đỗ Sinh. Vâng, bắt tay gái. Vậy là vườn nhà anh đây là thuộc về Sơn Đông nhưng mà ở thôn nào anh? Đây là thuộc thôn Tân Phú, xã Sơn Đông anh. Thuộc thôn Tân Phú, xã Sơn Đông ạ. Vâng, rất vui là khi được các anh trong ban liên lạc, trong ban tổ chức có điện mời Đỗ Sinh. Hôm nay tôi đã đến đây với các anh trọn vẹn buổi chiều chủ nhật, để sáng mai tôi di chuyển về Thường Tín, Hà Tây cũ, tức là Hà Nội bây giờ, để làm chương trình ở một số nhà vườn dưới đó. Đến đây tôi thấy các anh có một cái buổi giao lưu trưng bày rất là đẹp, nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật rất cao. Và cũng chúc mừng chi hội cây cảnh nghệ thuật Sơn Đông và chúc mừng hội sinh vật cảnh thị xã Sơn Tây ngày càng phát triển. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, xin cảm ơn anh nhá. Vâng. Đỗ Sinh cũng xin kết thúc video cuối cùng với buổi giao lưu ngày hôm nay. Thời tiết bây giờ cũng đã trầm xuống, ánh sáng không đủ để chúng ta đăng tải hình lên nữa. Tôi xin cảm ơn chi hội sinh vật cảnh Sơn Đông. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Đỗ Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại.